Vào đi. Ngài biết tin gì chưa có một đám người xương đang tấn công thành phố. Người xương. Ta đang đọc được một cuốn sách cổ nói về người xương. bọn chúng tồn tại từ 50 triệu năm trước công nguyên. 50 10 triệu năm Người ta ghi chép rằng bọn chúng rất mạnh và gần như làm chủ lúc đó nhưng đã bị một thứ gì đó tiêu diệt. Thì ra là vậy. ngài tìm tôi có chuyện gì nghe nói ngài đã đọc được một cuốn sách cổ về người xương đúng vậy vậy có cách gì để tiêu diệt chúng không chỉ có thể tiêu diệt chúng bằng vũ khí cận chiến ta không tin sao chúng không bị gì ôi không Sẽ có một ngày nhân loại sẽ tiêu diệt được ngươi. Cầm